My ơi làm đi con, cố gắng làm gọn gàng cái cây cọ lại nha. Không, mình không có lấy bút 9B. 9B dập nó sẽ lem hết. Mình sẽ phải dùng màu đen hết luôn. Mà hình như đâu có viền đâu đúng không? Cái trong cái phải mẫu có viền nào? Không, không cần đâu, không cần viền. Nhớ bàn tay của mình không được đụng vào màu nha, nếu không nó sẽ lem ra áo nha các con. Đừng cẩn thận nha, hôm sau làm tiếp vẫn được nhá. Dưới là màu xanh hả? Con đè màu đỏ lên trên cái đen đen rồi hả? Tí nữa đè một lần nữa nhá. Chờ được hả? Chờ hay là bạn thì bạn thích làm sao? Xong tí nữa lại còn phải hòa màu đen ra để vẽ cái mi nữa này. Giỏi lắm, từ đầu đến cuối cô không cần phải bày một tí thì đi nào luôn á. Chỉ có bày là lấy cái dung môi này này, ngoài ra thì nó mới dính màu thôi. Chợ hôm nay cô gái này mặc áo váy hơi bị xinh ấy. Nhưng mà phải vẽ đẹp. Kiểu như cho mọi người xem ấy. Xoay cái bảng mặt từ đúng không? Con gái. Superman hả? Con gái. Đây là woman. Con gái. Cái trái tim muốn vẽ sao nó không có thành cái trái tim vậy? Phải cẩn thận hơn này. Đưa cái cọ cho cô nè. Bạn đừng để cái cọ vào trong đây luôn. Và cái trong này, trong cái hóc đây này, bạn đừng để cái cọ nè. Đưa cô chỉ úp cái tay xuống. Đừng để cái cọ ở trong đây nhá. Nha, đừng tựa vào. Mà tựa cái cọ vào đây cho cô. Trên chỗ này này, bỏ tay ra đừng có cầm. Mọi khi là con tựa vào đây đúng không? Bây giờ con tựa vào chỗ này cho cô. Được chưa nào? Hả? Con tựa vào trong đây là nó thành ra nó khó vẽ nhá. Nha. Đúng rồi, tựa lên trên đấy cho cô.
cầm ngắn cái bút xuống nào. Ngắn ngắn cái cọ xuống. Rồi con vẽ đi. Cái trái tim thì ở dưới nó phải sao nhỉ? Nó phải nhọn nhọn chứ sao nó bằng bằng đây này. Lại cầm vào trong góc góc ấy rồi, đúng rồi, cầm lên đã. Rồi, vậy được rồi, càng vẽ trái tim nó càng to ra rồi. Vẽ bên này đi con. Cái này để nguyên nó khỏi cần tô nha. Khi làm mình gom gọn màu lại xong mình làm nó tè le ra là nó khô màu của mình mất. Gom lại thành đống lớn rồi nó không ít màu lâu khô hơn nhá. Màu mà nó ở phía trên này con xoay đè nó xuống. Được chưa nào? Tay kia mình phải để lên trên bàn nhé. Ai lại chống? Rồi vẽ trái tim khác đi. À cái màu nó bị gồ kìa. Màu bị gồ. Cẩn thận. Rồi. Đấy, lem rồi. Cẩn thận nha con. Đứng cái bút lên đi, đừng có. Cái ngón này, nhấc cái cọ lên. Cái ngón này con cũng cầm. Đúng rồi, cầm ở chỗ này, không được cầm ở phía dưới. Cầm ở trên đầu đầu. Rồi. Rồi, vẽ cái này đi, vẽ cái này đi, bỏ qua cái đó đi con. Rồi, được rồi, xong rồi đó. Mang phơi nào, rửa cọ sạch, thật sạch. Rửa cọ thật sạch. Để trên này thôi, cái bài của mình để đây thôi. Rồi. Thank you.
đứng xa ra, không mất công rồi hư bài của bạn. Hư bài của nó là rất là cái này không bắt đền được luôn á. Cái này có chỉ có 102 thôi, không có ai có bức tranh này mà đền cho bạn được.